Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị và anh chị em lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Giuse Đa Minh Nguyễn Ngọc Tân. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Xin được kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhau lắng nghe, rồi chúng ta cùng nhau suy nghiệm lời Chúa trong ngày thứ 5, tuần thứ 33 thường niên. Thứ 5 năm nay chúng ta trùng với lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Đó là lời Chúa. Dâng mình nên thành viên trong gia đình của Thiên Chúa. Ông bà và anh chị em chúng ta đã thân mến, trở lại trong chuyện vui ngày nhà đạo đó, thì chúng ta hay truyền nhau câu chuyện vui rằng Chúa Thánh Thần thì cũng không đếm được tên của các nhà giàu. Và hôm nay thì chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ, thì có lẽ chúng ta cũng có thể nói vui với nhau rằng chính Chúa Thánh Thần cũng không đếm hết các ngày lễ hay là các tên gắn liền với Đức Mẹ. Có lẽ nói bao nhiêu thì cũng không đủ, mà lắm lúc nói một tí thôi cũng đã là rất thừa. Không đủ là bởi vì ân sủng mà Chúa ban tràn đầy trên con người của mẹ. Còn thừa đó là vì nhiều lúc chúng ta trình bày thì chúng ta làm giảm đi những điều mà chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa và Đức Mẹ mà thôi. Dẫu biết đôi lúc giới hạn là thế thì người tín hữu vẫn có thể cảm nhận được một phần về việc dâng mình của Đức Mẹ, để rồi chúng ta thấy rằng mẹ đã trở nên thành viên trong gia đình của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta cũng là như thế. Chính từ trong bài tin mừng ngày hôm nay, người nào đó sẽ phân vân tự hỏi rằng, như Chúa Giêsu nói, ai là mẹ tôi, ai là anh chị em tôi? Câu hỏi thì giống, nhưng mà cái ý định tìm ra đáp án thì có thể gọi là khác nhau. Vì lại thường chúng ta cứ hỏi pha lẫn với sự tò mò về các thành viên trong gia đình của Chúa Giêsu. Một cách cụ thể là chúng ta thấy rằng Đức Mẹ Maria được đặc ân là đồng trinh, mà sao lại có những người con khác nữa, rồi có những người anh chị em với Chúa Giêsu. Đây là những người đến đứng ngoài cùng với Đức Mẹ và đang tìm cách nói chuyện với Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Có lẽ câu trả lời đơn giản theo tiếng Hy Lạp đó, thì cái danh từ được sử dụng trong bài hôm nay đó là Adelphos, không nhất thiết phải là anh em ruột thịt, mà cũng có thể là anh em họ, hoặc có thể được dùng để diễn tả những thành viên trong một cộng đoàn đức tin. Cũng vì thế mà tận dụng cái hoàn cảnh có mẹ cũng như là anh em đang đứng ngoài và tìm gặp người đó, thì Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ rằng chính các ông, chính những người theo Chúa là mẹ, là anh chị em, là người gần thân thiết với mình nhất. Người đưa ra lý do đó là tất cả thành viên trong gia đình của Chúa, bởi vì họ đã thi hành ý muốn của Chúa Cha đứng ngự trên trời. Và quả là thế, nếu xét về tiếng xin vâng
thì không ai trọn vẹn hơn mẹ Maria. Và tiếp đến đó chính là các môn đệ, những người mà luôn đi theo Chúa, cùng người thi hành thánh ý của Chúa Cha. Đó là những người không ai khác mà là chính là thành viên trong gia đình của Chúa. Và có thể nói Chúa Giêsu không phủ nhận một tình thân, mà còn khẳng định là mẹ Maria là người mẹ chuẩn mực nhất. Vì mẹ không những đón nhận Chúa vào trong cung lòng của mình, mà còn luôn biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa, dù mình đã là mẹ của Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa Giêsu ở đây chúng ta thấy không giới hạn thành viên trong một gia đình bằng tương quan huyết thống, mà mở rộng ra cho tất cả mọi người, tất cả những ai đón nhận Chúa vào trong cuộc đời mình và bước theo Chúa trong gia đình của Chúa Cha trên trời. Một sự mở rộng này cho chúng ta thấy rằng mỗi người Kitô hữu hay là mỗi người tín hữu đều có thể cảm nhận về tương quan gia đình ruột thịt là thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Tương quan này có thể được mở rộng một cách thiêng liêng trong gia đình thánh qua cộng đoàn đức tin, và mỗi người đều có thể là anh chị em với nhau trong một đại gia đình này. Và bí quyết để trở thành thành viên trong gia đình này cũng thật là đơn giản. Ví dụ như chúng ta thấy mẹ Maria đã được nuôi dưỡng và dâng hiến trong đền thờ bởi cha mẹ của người vậy. Một sự dâng hiến thể hiện sự vâng phục đón nhận mọi sự từ Chúa và thi hành những gì đã đón nhận. Có lẽ đây cũng chính là bí quyết của mỗi người ông bà và anh chị em chúng ta, khi chúng ta biết dâng hiến tất cả, cả thể xác lẫn tâm hồn, và rồi chúng ta cùng gia nhập vào trong gia đình thánh mỗi ngày mỗi bền chặt hơn. Hiểu được như thế, ước mong sao mỗi người ông bà và anh chị em chúng ta đều có thể nhận ra mình thật sự đã là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa rồi, từ lúc khởi đầu, mà một cách đặc biệt là qua bí tích thánh tẩy, thì chúng ta sẽ vẫn luôn trung thành, để rồi chúng ta biết lắng nghe và làm theo ước muốn của Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu là Anh. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.